Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 108. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời, sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Xin hãy lấy tay hữu Chúa mà cứu rỗi và hãy đáp lời chúng tôi, hầu cho kẻ yêu dấu của Chúa được giải thoát. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng, ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việc ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa. Ta sáng dép ta trên Ê-đôm, ta cất tiếng reo mừng về đất Philippines. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự giúp đỡ của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch chúng tôi. Chương 9. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Xong, tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng, nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó. Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ân đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì có lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ, cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chương 10. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là giản dị. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt,
phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thế ấy. Thật, chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chưng chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Chương 10. Sau việc ấy, vua dân Ammon băng và Hanun, con trai người kế vị. David nói: ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Ammon. Nhưng các quan trưởng của dân Ammon nói cùng Hanun, chúa mình rằng: ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Vậy, Hanun bắt các tôi tớ của David, cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc ấy cùng David. Người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng: hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy mình bị David gớm ghét, bèn sai người đi chiêu mộ dân Syri ở Bethrehoth và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Maaca với 1.000 người và 1.200.000 người ở xứ Tob. David hay được điều đó, liền sai Joab với các dõng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Dân Ammon kéo ra dàn trận tại nơi cửa thành. Còn dân Syri ở Soba và ở Rehob, những người ở Tob và ở Maaca đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Joab thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn người lính trong đạo tinh binh Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syri. Còn binh còn lại, người trao cho Abishai em mình đặng bày trận đối cùng dân Ammon. Người nói cùng Abishai rằng: nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em.
Hãy vững lòng bền chí đánh giặc cách can đảm vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Đoạn, Gioáp với quân lính theo người đều đến gần, giao chiến cùng dân Syria. Chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ, vì dân Ammon thấy dân Syria chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai và vào trong thành. Gioáp lìa khỏi dân Ammon mà trở về Jerusalem. Dân Syria thấy mình bị dân Israel đánh bại, bèn nhóm hiệp lại. Hadarese sai chiêu dân Syria ở bên kia sông. Chúng nó đến Helam, có Sô-bác làm tổng binh của Hadarese quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại hết thảy Israel, đi ngang qua Giô-đanh, kéo đến Helam. Dân Syria dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người, nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syria và 4 muôn lính kỵ. Người cũng giết Sô-bác, tổng binh của chúng nó, và nó chết tại đó. Khi các vua chư hầu của Hadarese thấy mình bị Israel đánh bại, thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syria không còn dám giúp dân Ammon nữa. Chương 11. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Gioáp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bát-sê-ba, con trai của Eliam, vợ của Uri người Hê-tít. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng: "Tôi có thai." David bèn truyền lệnh cho Gioáp rằng: "Hãy sai Uri người Hê-tít đến cùng ta." Vậy Gioáp sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Gioáp và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Đoạn vua nói cùng Uri rằng: "Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi." Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho David và nói rằng Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng: "Chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi?" Uri thưa cùng David rằng: "Hòm giao ước, Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Gioáp là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đang hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng, tôi chẳng biết làm một sự như vậy." David nói cùng Uri rằng: "Hãy còn ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi." Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người say. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Gioáp và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: "Hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người để người bị đánh và chết đi." Vậy khi Gioáp vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Gioáp, có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri người Hê-tít cũng chết. Gioáp bèn sai sứ giả đến cùng David đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến, và người truyền lệnh cho sứ giả rằng: "Khi ngươi đã thuật xong cho vua mọi điều đã xảy ra nơi chiến trận, nếu vua nổi giận nói cùng ngươi rằng: 'Cớ sao các ngươi đi tới gần quá đặng hãm thành vậy?'
các ngươi há chẳng biết rằng người ta ở trên chót vách thành bắn tên xuống sao? Xưa ai giết Abimelech con trai của Jerubbaal? Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tebet sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy? Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng Uri, kẻ tôi tớ vua, người Hethit cũng chết nữa. Như vậy sứ giả đi. Khi người đến nơi, thuật cho David biết mọi điều Joab đã dặn người. Sứ giả tâu cùng David rằng, ban đầu, những quân đó mạnh hơn chúng tôi, kéo ra đến ngoài đồng. Nhưng chúng tôi đánh đuổi chúng nó đến cửa thành. Các lính cầm cung ở trên vách thành, có bắn những tôi tớ vua, có vài người bị chết. Uri, người Hethit là tôi tớ vua cũng chết nữa. David đáp cùng sứ giả rằng, ngươi hãy nói cùng Joab, chớ lấy làm cực lòng quá về điều đó. Gươm, khi giết kẻ này, khi giết kẻ khác, hãy ráng sức hãm thành và hủy diệt nó đi. Còn ngươi, hãy dục người vững lòng bền chí. Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung, nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Chương 12. Đức Giê-hô-va sai Na-thang đến cùng David. Vậy Na-thang đến cùng người mà rằng, trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc, không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Na-than rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bây giờ Na-than nói cùng David rằng, vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy, ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sao-lơ. Ta cũng ban cho người nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Na-thang rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-thang đáp cùng David rằng, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đoạn Na-thang trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn. Đoạn người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Các trưởng lão trong nhà trỗi dậy đứng chung quanh người đặng đỡ người lên khỏi đất, nhưng người không khứng và chẳng ăn với họ. Ngày thứ 7, đứa trẻ chết. Các tôi tớ của David ngại cho người biết đứa trẻ đã chết, vì họ nói rằng, lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi.
Vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro. Nhưng David thấy những tôi tớ nói nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đã chết nên hỏi rằng: có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa: phải, đã chết rồi. Bây giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại. Đoạn người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình và người ăn. Các tôi tớ hỏi người rằng: vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ này còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó, và bây giờ nó đã chết, vua chờ dậy và ăn. Vua đáp: khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David an ủi Bát-sê-ba vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn và hãm lấy đế đô. Người sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng: tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạn dưới rồi. Bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng? Vậy vua David nhóm hiệp cả dân sự, kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó. Người lột cái mão triều thiên của vua dân Am-môn đội trên đầu. Mão đó cân nặng 1 ta lân vàng, có trang sức những bửu thạch. David đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thành mà đem đi. Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch. Người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy. Đoạn David và cả dân sự đều trở về Jerusalem. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.